nhìn lại màn trình diễn của cầu thủ xuất sắc nhất vòng loại khu vực Tây Nam Bộ giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam lần thứ 2 năm 2024 Cup Thago, Võ Phạm Nhật Duy của trường Đại học Trà Vinh. Tạt bóng vào, nguy hiểm, lại là sự sắc của thủ môn. Cơ một cú bắt vô lê, không có cơ hội đại cho thủ môn đội vườn, và đó là Võ Phạm Nhật Duy, đội trưởng của đồng Trà Vinh. Quá xuất sắc, một đội hình có chiều sâu và đồng Trà Vinh họ đã vượt lên với lối chơi đầy tự tin. Đây chính là một trong những minh chứng mà nhiều anh em trong tổ chuyên môn đã nhận định đồng Trà Vinh sẽ là bóng có lợi thế trong cuộc đua giành tấm vé đầu tiên ở bảng B này. Mặc dù hiệp 1 khép lại tỷ số 0-0, nhưng đội hình của đồng Trà Vinh có thể xuất hiện thêm những nhân tố chất lượng của mình. Huấn luyện viên Trần Quốc Nam thường sử dụng lối chơi này. Nhật Duy rất nguy hiểm, bóng vẫn trong cuộc. Đúng là một tình huống đã cứu thua của thủ thành Bùi Thanh Nghệ cho các cầu thủ Đại học Cần Thơ. Huấn luyện trưởng Châu Đức Thành đã lựa chọn thủ môn Bùi Thanh Nghệ ở trong những trận đấu đã qua. Đây trận đấu thứ hai anh được bắt chính. Đây là thủ thành có được thể hình và vóc dáng rất tốt, tốt hơn thủ thành Nguyễn Nhật Phi. Đường truyền kỹ thuật của Minh Thuận. Nhật Duy không có được điểm chạm ban đầu.